Xin chào anh em nhé. Hôm nay bên em lại về được ít hàng đèn laser, đèn Big Eye và hai chiếc bàn Tiger Tooth đẹp xuất sắc luôn, và 200 chiếc đèn pallet, 200 chiếc đèn pallet mới 100% anh em nhé, 18 bóng 12W. Bọn này ở trên thị trường có nơi thì in là 18 x 15, có in là 18 x 20 đấy, nhưng mà thực chất cái dòng 18 mắt này nó chỉ được công suất của nó là 18 x 12W thôi các bác nhé. Đấy, tại vì cái người ta in to nhưng mà thực chất là không phải đâu, chỉ được 12W một bóng thôi. Một bóng nó sẽ có 4 nhân bên trong, mỗi nhân 3W. Đây, pallet sáng rất đẹp anh ạ. Cái giá em cung cấp cho anh em một cái giá rất là tốt nhé. Đây là những con Big Eye này. Những con Big Eye nó là cái bản nâng cấp cao cấp của những cái dòng LED zoom đấy. Để rất to các bạn ạ. À, to tướng luôn. mười chín mắt, mỗi mắt là 20W, mắt là 20W các bác nhé, rất to đẹp. Đấy, còn nguyên thùng xốp như này, Big Eye 19, thùng xốp chuyên dụng của nó đây anh em nhé, thùng xốp chuyên dụng này. Bọn này giá hơn 7 triệu một cặp anh em nhé, giá hơn 7 triệu một cặp. Pallet hôm nay em về rất nhiều, 200 chiếc sẵn hàng luôn nhé. Và đây là laser đây. Hôm nay em có từ cái loại mà 12 triệu trở xuống các bác nhé, 12 triệu trở xuống. Những con 10W mà đẹp sáng thì là giá sẽ là 12 triệu. Đấy, còn những cái tầm rẻ hơn thì em cũng có. 4 mắt, mỗi mắt 3W. Sáng dã man luôn. Con này là 10 triệu này. Còn anh em nào mà muốn tư vấn cụ thể hoặc có nhu cầu con bao nhiêu tiền thì có thể inbox cho em nhé. 5W thì có một con này. 5W có một con đang chạy đây. Giá rất là hợp lý thôi. Nhân vật chính là hai chiếc bàn hai Tiger Tooth này. Đẹp xuất sắc, đẹp 90% luôn anh em nhé. Đây cái bóng bóng ở trong là cái bóng nó chiếu cái mái tôn ở trên cái xuống đây các bác nhé. Đấy, và cái này này nó còn nguyên cái tấm ni lông chắn ở trên này các bác, về có thể lột ra thì nó mới tinh luôn, trắng như ngọc trinh, tất cả các nút là còn hoàn hảo hết nhé. Hàng bán ra em bao mọi lỗi cho các bác, cả cái thùng đựng này, cái thùng đựng này là em đặt mới 100%, em đặt mới 100% vận chuyển về cho nó an toàn nhé, và đặt hàng ngon luôn đấy. Đây, cả bàn và tủ là 20 triệu một chiếc anh em nhé, 20 triệu một chiếc, hai chiếc đẹp như nhau luôn, cùng ở một chỗ ra mà, để các bác nhìn đẹp xuất sắc luôn. Giá là 20 triệu một chiếc cả tủ đôi, à cả tủ đựng anh em nhé, cả tủ đựng. Laser 12W, à con này là 10W, con này là 10W, sáng rất đẹp. Con này giá là 12 triệu anh em nhé. Anh em nào mà có nhu cầu món gì thì liên hệ hoặc inbox trực tiếp với em nhé.